Vâng, xin chào mừng các bạn và anh em đã quay trở lại với kênh của Phủ Tùng Mitsubishi Việt. Ngày nay mình xin giới thiệu các bạn bánh em Tuyo Phanh. Đây là Tuyo Phanh của dòng xe Mitsubishi Xpander. Tuyo Phanh, đây là đầu, cái này là phần cao su này, phần này là phần cao su này. Tuyo đã truyền cái dầu trợ lực vào trong phanh để làm sao xe của chúng ta khi mà chúng ta đạp phanh nó sẽ ăn, nó truyền áp vào cái gây, khi mà chúng ta đạp phanh nó sẽ giảm xe chúng ta sẽ giảm tốc độ và tránh những va chạm đáng tiếc có thể xảy ra. Thì trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông xe, anh em chúng ta tại chạy xe bị hỏng một cái Tuyo Phanh này, thì lúc đó bắt buộc các bạn phải thay thế. Thì làm sao phân biệt được đâu là hàng xịn chính hãng, hàng thay thế? Thì các bạn nhìn này, bao bì tem mác Mitsubishi được nhập từ Mitsubishi này, tem này tem có tem bạc này, đấy, Mitsubishi này, đấy Tuyo hàng xịn chính hãng này, trên có chữ Japan này, Miyu Japan này, các bạn nhìn này, đấy, đây là hàng xịn chính hãng. Đấy, cách các bạn phân biệt hàng xịn chính hãng và thay thế. Thì khi anh em cần thay thế thì các bạn vui lòng đến Phụ Tùng Mitsubishi An Việt, website phụtungmitsubishi.vn. Các bạn xem thấy hay thì nhớ nhấn like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video. Mình sẽ review tất cả các sản phẩm Phụ Tùng dòng xe Mitsubishi này, phục vụ anh em cách hoàn toàn miễn phí. Và các bạn đừng quên để lại bình luận phía bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm sử dụng và tất cả chi tiết Phụ Tùng dòng xe Mitsubishi Xpander này.